Rồi, xin chào anh chị các bác. Mai em lại quay update giá cho mình ở Mitsubishi X-Force thời điểm đầu tháng 8 năm 2024. Thì bây giờ cũng là vào tháng 7 ngâu rồi. Cũng là một cái thời điểm mà anh chị mua xe ở trong kinh nghiệm bọn em làm ấy thì nó cũng gọi là đáy của giá xe trong năm. Năm nay thì nó không có giảm thuế. Nó chính xác hơn là cũng chưa có giảm thuế cho đến ngày hôm nay em quay là ngày mùng 5 rồi. Mùng 5 tháng 8 mà cũng chưa có thông tin giảm thuế gì cả. Thì hôm nay mình lại quay update cái giá xe X-Force ở cái thị trường hiện nay. Thì như các bác có thể để ý thì bên hãng cũng truyền thông rất là nhiều là có một số đầu xe có thể phiên bản có thể giảm đến 100% lệ phí trước bạ, tức là cái mức giảm giá nó tương đương với các bác tương đương cái giá trị với 100% lệ phí trước bạ, và khi mà mình lăn bánh ra biển thì chỉ cộng thêm một chút chi phí đăng ký đăng kiểm thôi. Ngoài ra thì cũng có một số phiên bản có khả năng là sẽ tạm dừng sản xuất và cái lượng xe nó rất là ít, thì mình có thể cân đối tham khảo và xem hết video này nhé. Ok, về cái X-Force thì đây là một mẫu xe có thể nói là rất thành công của Mitsu tại thời điểm hiện tại. Có 4 phiên bản được phân phối chính thức. Thì mình có phiên bản thấp nhất là phiên bản GLX, giá niêm yết là 599. Phiên bản này thì rất dễ nhận biết với cái mâm 17 inch. 3 phiên bản còn lại thì sẽ là mâm phay như mình xem trên hình này, mâm phay 18 đấy ạ. Duy nhất phiên bản GLX thì là mâm 17. Ngoài ra thì là nội thất nó cũng sẽ hơi sơ sài hơn một chút, không có đèn sương mù ở phía trước ạ. Đó thì 599 triệu một phiên bản GLX. Phiên bản tiếp theo là phiên bản Exit, em quay trên màn hình này, em đi gần lại. 640 triệu. Phiên bản này thì cũng có mức giá hiện nay ưu đãi khá là tốt đấy ạ. Phiên bản cao cấp hơn một chút, đầy đủ thì mình có thể nói là phiên bản Premium, 680 triệu đồng giá niêm yết với nội thất vải, sạc không dây. Cuối cùng cao cấp nhất là phiên bản Ultimate, 705 triệu với cốp điện ADAS và loa Yamaha. Thì 4 phiên bản này hiện nay thì như em đã nói trong đầu video ấy, cái phiên bản GLX thì là phiên bản cái lượng xe sắp tới nó khá là hàng, cái xe sẵn giao ngay hay là quý anh chị đặt chờ ấy, thì cũng có thể nói là mình phải chờ khá là lâu. Nên là cái phiên bản Exit thì đang được khuyến mại 100% lệ phí trước bạ. Để mình có thể cân nhắc khi mà mua cái tham khảo các phiên bản của X-Force. Hai phiên bản Pre hay Ultimate thì cái mức giảm giá nó cũng không khác phiên bản trước khá là nhiều. Ngoài ra thì em cũng phải lưu ý với anh chị, do cái quy định chào giá của hãng thì bên em chỉ chào được cái giá đúng chính sách của công ty, của thị trường miền Nam. Nên là khi mà mình có nhu cầu mua tại thời điểm mà anh chị tham khảo video thì vui lòng cứ alo trực tiếp qua bên em để bên em báo cái giá có thể nói là chung kết cho mình nhé. Đấy, mọi cái nó cũng chỉ là tham khảo ở thời điểm trên video thôi. Chung kết thì mình cứ bốc máy alo giúp em nhé. GLX với phiên bản thấp nhất 599 triệu đồng thì hiện nay các bác đang được giảm 30 triệu, mình thanh toán thực tế là 569. Giá này thì vào chung kết thì có thể thương lượng thêm một chút ạ. Mình có thể alo để mình đàm phán về phụ kiện, giá bán hay là quà tặng kèm theo. Đó. Thì các bác lăn bánh ở Hà Nội sẽ đâu đó vào khoảng 666 triệu đồng. Với các bác ở Sài Gòn sẽ là 654 triệu đồng. Các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, các tỉnh thuế 10% thì cái mức dự kiến nó sẽ là 634 triệu. Còn với phiên bản ngoài ra thì để trả góp phiên bản GLX mình có thể vay tối đa là 455 triệu đồng. Mình trả trước ở Hà Nội chuẩn bị giúp em là 223 triệu. Trả trước ở các tỉnh 10% thì dao động vào khoảng 190 triệu đồng nhé. Hàng tháng thì mình sẽ trả gốc lãi vào khoảng hơn 8 triệu. Tiền gốc đâu đó là khoảng gần 5 triệu và tiền lãi là khoảng 3 triệu. Rồi ạ. Phiên bản tiếp theo là phiên bản Exit. Exit thì 640. Các bác
hiện nay được giảm 100% phí trước bạ trên toàn bộ các tỉnh thành. Đây em quay trên màn hình thì sẽ là 678 triệu đồng. À, giá bán thực tế nó sẽ là 576 triệu nhé. Giá chung kết thì mình alo trực tiếp giúp em. Các tỉnh lăn bánh ở Hà Nội sẽ là 678 triệu đồng. Lăn bánh ở các tỉnh địa phương 10% sẽ là khoảng 645 triệu. Trả góp hiện nay với phiên bản Exit thì các bác vay tối đa có thể vay được sẽ là 460 triệu. Các bác trả trước chuẩn bị giúp em từ 200 đến 230 nhé. Hàng tháng thì mình trả đâu đó vào khoảng hơn 8 triệu. Cái mức vay này khá là hợp lý. Cái thời điểm này cho vay cũng rất là rẻ rồi. Mình có nhu cầu thì alo trực tiếp giúp bên em. Bản Premium, phiên bản cao cấp 680 triệu thì giống như tháng trước, cái mức thanh toán thực tế nó đang dao động vào khoảng 665 triệu nhé. Các bác lăn bánh ở Hà Nội thì sẽ là 772 triệu. Các bác ở tỉnh địa phương 10% thì sẽ là 738 triệu. Đây mình có thể phân biệt vào cách nhìn nội thất với cái nội thất vải màu sáng như này. Hai phiên bản thấp GLX và Exit thì sẽ là ghế nỉ nội thất đen. Các bác vay trả góp X4 Ultimate có thể vay đến 530 triệu và hàng tháng mình sẽ trả đâu đó vào khoảng 9,5 đến 10 triệu. Ngoại thất thì gần như là sẽ tương đương với 3 phiên bản. Rồi cuối cùng là bản Ultimate thì 705, cái mức chào bán hiện nay 695 triệu cũng chưa phải là chung kết đâu. Thì các bác lăn bánh ở Hà Nội sẽ tính ước lượng vào khoảng 805 và các tỉnh sẽ là 771 triệu. Xe này thì mình trả góp được khoảng 560 triệu mức vay tối đa. Hàng tháng thì mình trả đâu đó vào khoảng 10 triệu hơn 10 triệu nhé. Rồi em cập nhật nhanh qua cái 4 phiên bản của con Mitsubishi X-Force thì các bác lưu ý lại giúp em là giá thì các bác muốn chung kết tại thời điểm các bác mua thì cứ alo trực tiếp giúp bên em. Bên em hiện tại chỉ chào được giá theo chính sách của công ty. Và dòng phiên bản Exit đang được khuyến mại tốt nhất. Ngoài ra thì các bác có thể cân nhắc Premium, GLX thì thời điểm này khan xe rồi. Đó, em update nhanh, anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp qua bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.